nay thì Huy mới vừa đi quay về luôn. Và cái mặt đang make up nè mọi người thấy không? Vẫn còn lung linh đúng không? Lát nữa chùi make up rồi thì mọi người sẽ xem được cái làn da thật của Huy. Và ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu review cho mọi người một sản phẩm nữa. Một sản phẩm mà sau hai cái sản phẩm trước thì Huy review thì mọi người đã có những cái bình luận rất là tốt, cái phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay cố gắng làm thêm một cái review nữa, mà không biết review trong nhà không biết còn review cái gì nữa. Cho nên là mang một cái sản phẩm mới này ra để review cho mọi người. Đây, cái sản phẩm gel rửa mặt với chiết xuất từ công nghệ tế bào gốc. Khi mà mua cái sản phẩm này, cái điều đầu tiên mà mọi người biết đó là gì biết không? Khi mà vô mua cái sản phẩm này, cái điều đầu tiên đập vô mắt của mình đó chính là được chiết xuất từ tế bào gốc. Và cái điều thứ hai mà mình quan tâm khi mà thanh toán cái này là cái gì? Cái giá của cái chai này nó rơi vào 1.890.000. Trời ơi, khá là mắc đúng không mọi người? Mọi người cứ nghĩ đi, tiền nào của đó. Cho nên là khi mà dùng những cái sản phẩm như thế này thì mình phải cảm thấy tin tưởng và cảm thấy an tâm hơn, đúng không? Đó. Và cái sản phẩm này đặc biệt là được nhập khẩu Korea, rất là an tâm luôn. Nhưng mà ở bên cạnh đó, những cái sản phẩm này nó sẽ có những cái thành phần nè, những cái công dụng, những cái cách dùng và cách bảo quản như thế nào á đều được xuất xứ nè, cái số công bố nè đã được in ở trên cái vỏ hộp như thế này. Cái điều đầu tiên mà khi mà nhìn vào cái sản phẩm này á thì mọi người có nhìn thấy không, nó là một cái tinh chất cảm giác rất là đậm đặc, giống như cái mấy cái giống như cái dạng mà serum mà mọi người Huy hay dùng á. Mọi người có hay dùng cái mấy cái dạng serum mà chăm sóc da không? Mỗi tối á khi mình đánh lên á rất là mịn rồi mọi người thấy không? Ngoài cái khả năng mà rửa mặt ra thì nó còn có khả năng là tẩy trang đó mọi người. Cái điều này rất là quan trọng nha. Rồi bây giờ làm một cái so sánh, một cái thử nghiệm nhỏ cho mọi người xem nha, về cái sản phẩm, độ tốt của sản phẩm này nha. Và khi Huy đã sử dụng rồi thì Huy đã thấy được kết quả và bây giờ sẽ quay luôn. Đầu tiên là mình rửa mặt với cái sản phẩm bình thường, một sản phẩm khác, rửa mặt khác sẽ bôi lên nửa mặt này cũng phải bôi nước lên, tại vì phải rửa mặt rồi phải bôi nước lên để có thể làm cho nó tạo bọt. Rồi thêm nước rồi nó lên mặt tẩy rất mắt luôn nha mọi người. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ phải dùng nước sạch để rửa lại để có cái mặt. Trời ơi, lần đầu tiên tôi rửa mặt mà phải quay thế này. Ok, xong một bên rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đến cái sản phẩm Pura. Đây, nửa mặt bên trái của mình sẽ dùng sản phẩm này. Ok, xong rồi. Cái điều đặc biệt của cái này á là sao? Không có cần nhúng nước lên cho ướt cái mặt để cho nó tèm lem tút luôn, mà mình chỉ cần dùng tay xoa lên trước thôi. Đó, có thể nhìn mặt mọi người để nói chuyện này, cái rẫy kia là không thể nói chuyện được với mọi người luôn. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ không có bọt nhiều giống như là cái dạng sử dụng mặt mà nó làm cho nên cái nước mặt mình. Nó chỉ tẩy đến đâu á, mình cần tẩy đến đâu thì mình chỉ xoa đều đến đó thôi. Rồi, rất là đơn giản thôi. Bước tiếp theo của mình là gì? Bước tiếp theo của chúng ta sẽ lấy cái bông này, nhúng cái bông này vừa rửa sạch. Rồi, không có để tèm lem ra nha. Vuốt nhẹ, vuốt nhẹ. Trời ơi, mọi người thấy không? Mọi người ơi, cái lượng phấn ở trên gương mặt của Huy nó đã được dính vô trong cái bông này hết trơn. Mọi người thấy cái lượng lấy các cái bụi bẩn ở trên mặt của mình rất là hiệu quả đúng không? Rồi, bây giờ Huy sẽ dùng thử cái toner này nè. Huy lấy một cái miếng bông tẩy trang, Huy sẽ nhúng cái toner này vô. Và sau đó Huy sẽ chét lên thử cái bên sữa mặt của Huy. Đây là kết quả mặt bên phải của mình dùng sữa rửa mặt bình thường. Để bây giờ mình sẽ test tiếp một cái bên mặt trái với cái sản phẩm mà Huy đang giới thiệu với mọi người nha. Cho một miếng toner ra đây. Sau đó mình chùi. Ba lần luôn, trời ơi, sạch bông luôn. Nếu mà dùng sữa rửa mặt không á, mà không dùng nước tẩy trang á, thì khó mà có thể làm sạch được cái làn da của mình. Và bên cạnh đó thì cái gel mà tế bào gốc như thế này á, nó sẽ làm sạch như thế này. Và đây, quý ông tia chớp đã bị lộ mặt mọc rồi mọi người ơi. Bên phải của mình là mình dùng sữa rửa mặt bình thường, thì cái cảm giác của mình á, nó hơi
khô một tí, tại vì Phi cảm giác được là nó chưa có sạch, thật sự nó chưa có sạch cái lớp trang điểm nè. Khi mà chùi mạnh quá nó bị khô nữa. Còn thật ra là bên cái lớp da bên trái của Huy á, là sau khi rửa xong cảm giác của nó, quan trọng là nó cảm giác nó có cái độ đàn hồi, nó mềm, nó có cái độ ẩm của da. Coi như là ngày hôm nay Huy đã review cho mọi người được một cái sản phẩm rất là hữu ích. Hy vọng là Huy sẽ còn quay trở lại với mọi người với những cái clip review sau nữa. Nhớ đón xem nha, bye bye.